năm học 2013-2014 sắp kết thúc. Trước mắt các em học sinh lớp 12 là hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đại học và cao đẳng năm 2014. Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, rất mong các em học sinh lớp 12 chúng ta sẽ cố gắng ôn tập tốt và trước hết là vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp, và sau đó sẽ phấn đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất trong cái kỳ thi đại học. Muốn đạt được như vậy thì bản thân các em phải không ngừng cố gắng tự học tập và tìm ra những cái phương pháp học tập tốt nhất để sao cho các kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất. Mà một lần nữa thầy mong các em sẽ đạt được nguyện vọng của mình trong những kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đi học sắp đến, thầy chúc các em sinh khối 12 ra trường nhất đó là các em thi tốt, và dù có đi đâu về đâu thì các em luôn nghĩ rằng mà trường Hồng Thái sẽ là nơi chúng ta bắt đầu, và mong rằng các em sau này có nhiều đóng góp cho trường, xây dựng trường nhiều hơn. Xin chào các em chuẩn bị bước vào một kỳ thi rất là khó khăn. Vậy cô thay mặt tất cả giáo viên trong trường xin chúc các em tự tin và sẽ chiến thắng. Và đúng giống như lời trong một cái bộ phim mà cô đã từng xem, đó là các bạn, các em ơi hãy cố lên. Oh yeah. Sắp tới là sẽ diễn ra hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Thầy xin chúc tất cả các em có sức khỏe tốt, luôn tự tin và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi đại học và tốt nghiệp. Chị là Trang, chị là học sinh của trường trung học phổ thông Hồng Thái, hiện chị là sinh viên năm 3 của Đại học Sư phạm Hà Nội. Thì năm nay là năm Giáp Ngọ, Tết thì đã qua rồi, nhưng mà chị vẫn chúc các bạn mát áo thành công, thi trường nào chúng thượng ý, học sinh Hồng Thái năm món ăn. Chị là các bạn, mình là Quý, mình là Huệ, chúng mình là những học sinh của trường Hồng Thái. Hiện tại chúng mình là sinh viên năm 2 trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tết đã qua và một kỳ thi học sắp sửa đến gần. Chắc hẳn đây là kỳ rất là vất vả và khó khăn đối với các bạn. Và nhân dịp này chúng mình gửi tới các bạn một lời chúc các bạn có một kỳ thi đại học thật tốt và thành công. Xin chào mọi người, mình là Tuấn Anh, cựu học sinh của trường Hồng Thái khóa 93. Chúc các bạn đạt được kết quả thật cao trong hai kỳ thi sắp tới và đạt được những ước mơ của mình. Xin chào cả nhà, chị tên là Yến và chị là học sinh của trường Hồng Thái khóa 2008-2011. Bây giờ thì chị đang là sinh viên năm 3 của trường học ngoại thương. Chị biết là sắp tới thì các em sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Và đối với chị thì con đường vào đại học không phải là con đường duy nhất để các em đạt được thành công. Thế nhưng mà chị nghĩ là con đường đấy là con đường ngắn nhất và cũng là con đường bằng phẳng nhất. Chị không biết nói gì cả, nhưng mà chị chúc các em là sẽ đạt được ước mơ của mình dù bằng bất kỳ con đường nào. Thế nhưng chị cũng mong các em sẽ chọn được con đường ngắn nhất và bằng phẳng nhất. Đấy là nỗ lực vào những trường học các em mong muốn. Chào các em, anh là Hoàng, khóa 92. Anh là Quân. Chị là Hiền. Anh là Toa. Anh chị là đã từng là cựu học sinh trường Hồng Thái, hiện tại đang sinh viên trường. Nhiều rồi. Chúc các em học tốt, mơ nhiều, yêu sẽ đẹp, cố lên. Oh yeah. Xin chào tất cả các bạn học sinh Hồng Thái thân yêu. Chị tên là Loan, hiện đang học Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước mắt chúng ta là hai kỳ thi rất đầy thử thách và cam go. Xin chúc các em sẽ bình tĩnh, tự tin và cánh cửa đại học đang chờ đón đây. Chào em. Anh tên Khánh. Chị là Hà. Chị là Quỳnh Anh. Chị là Oanh. Anh là Việt. Còn anh chị là cựu học sinh 9 năm trường trung học phổ thông Hồng Thái, hiện đang học trường cao đẳng Y tế Hà Nội. Nhân dịp kỳ thi đại học cao đẳng năm 2014, anh chị có lời chúc đến các em là học tập tốt nhá, tâm lý tốt, bình tĩnh nha, thi tốt nhé em, đạt được mơ. 96 ơi, cố lên. Chào các em. Chào em. Anh là Tùng, anh là học sinh của trường cựu học sinh 2 rồi. Chuẩn bị máy chạy. Chào các em. Anh là Tùng, anh là cựu học sinh của trường Hồng Thái. Hiện tại anh là sinh viên của trường Bưu chính Viễn thông. Còn anh là Thạch, anh cũng là cựu học sinh của trường Thái. Hiện tại anh là sinh viên của trường Bưu chính Viễn thông. Kỳ thi tốt nghiệp và đại học cũng sắp đến rồi, thì anh thay mặt các anh chị ngoài trên chúc các em bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Còn anh chúc em ôn tập thật tốt và là kết quả thật cao trong hai kỳ thi quan trọng sắp tới. Chào em. Chào em. Chào tất cả các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông Hồng Thái. Chúng mình xin tự giới thiệu, chúng mình là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Và trước đây chúng mình cũng đã là học sinh của trường Trung học phổ thông Hồng Thái thân yêu. Cách đây 2 năm thì chúng mình đã trải qua cảm giác như các bạn bây giờ.
một cảm giác lo lắng pha trộn với một chút áp lực của mùa thi. Vì vậy các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thật tốt, thật tự tin để có thể hoàn thành bài thi tốt nhất. Và không có việc gì khó cả, chỉ sợ lòng không bền. Cố lên! Cố lên! Hi! Chào các em! Chị là Ngọc Anh. Chị là Hương Ly. Chị là Mai Anh. Và chị là thiếu của học sinh trường Hồng Thái. Hiện tại thì bọn chị đang học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Sắp tới kỳ thi đại học rồi, chị chúc các em luôn giữ gìn sức khỏe, ôn tập thật tốt để có một kỳ thi đại học là thành công. Chúc các em luôn bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Fighting! Bọn chị là kiểu sinh Hồng Thái. Hiện tại bọn chị đang học tại trường Đại học Hà Nội. Trong mùa thi sắp tới, bọn chị chúc bọn em bình tĩnh, tự tin, quyết tâm, chiến thắng. Hanu Gao Camille. Xin chào các em, chị xin được giới thiệu, chị là Thủy Hiên La. Chị là cựu sinh của trường Hồng Thái. Hiện nay chị đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Điện lực. Nhân dịp sắp đến ngày mà các em sẽ vượt qua một môn rất là quan trọng, chị muốn gửi lời chúc tất cả các em sẽ có thể đạt được chào các em, anh tên là Quyết, năm nay là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Giao thông Vận tải này. Em từng là cựu học sinh của trường Hồng Thái. Cũng đến thời gian các em chuẩn bị thi học thi đại học rồi, cho nên anh chúc em thi tốt nhé. Cố lên nhé các em. Xin chào tất cả các em, anh xin tự giới thiệu, anh là Hà. Còn anh là Việt, bọn anh đã từng là cựu học sinh của trường Hồng Thái. Bọn anh hiện nay đang làm sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Kiến trúc. Năm nay các em 96 thi thì bọn anh chúc các em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Bọn anh xin chúc các em vươn tới, vươn xa hơn trên con đường mình đã chọn. Chúc các em bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Chào các em, anh tên là Nguyên, anh là sinh viên năm 2 trường Kiến trúc Dân. Trước đây là anh là một học sinh của trường Hồng Thái. Vào thời gian này 2 năm trước, anh cũng có dáng như bọn em. Nhưng bằng sự tự tin, anh đã cố gắng vượt qua. Giờ thì anh chúc các em là cùng có thi tốt và thi vào những trường học mà mình mong muốn. Và mong sớm còn thấy các em trong trường kỳ đấu dân này, chúc các em thi tốt. Xin chào, chị là Hoa, chị là cựu học sinh của trường Hồng Thái. Hiện tại chị đang học đại học Quản lý chất. Các em sắp thi rồi thì chị cũng không biết nói gì hơn. Chúc các em học tập tốt, thi tốt và đỗ vào trường mình muốn. Hi, xin chào các bạn, mình là Thảo. Mình là Hoa. Mình là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Hồng Thái khóa 2010-2012. Tại chúng mình đang là sinh viên năm 2 của học viện. Mình biết đây là thời gian khó khăn nhất cho một đời học sinh của các bạn, cũng là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời các bạn. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng ạ, các bạn chỉ cần giữ vững niềm tin, sức khỏe và ôn luyện thật tốt thôi. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ chắc chắn thành công trong kỳ thi này. Chúc các bạn thành công. Cố lên, K17. Hi, xin chào tất cả các em. Chị là Hiền. Chị là Huệ. Đó là Dương. Hiện tại anh chị đang là cựu sinh viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Và sắp đến kỳ thi sắp tới, anh chị muốn gửi đến lời chúc tốt đẹp cho các em. Chúc em thi tốt, làm bài tự tin. Chúc em thật là thành công. Tất cả hãy bình tĩnh, tự tin và làm bài tốt nhá. Chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn. Chị sớm cố lên. Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các em. Chị xin được giới thiệu, chị là Thanh. Còn đây là... Anh chị đến từ trường Trung học phổ thông Hồng Thái và hiện giờ anh chị đang là sinh viên của trường Đại học Phương Đông. Tết cũng đã qua rồi và sắp tới các em sẽ phải trải qua 2 kỳ thi rất là quan trọng, quyết định đến tương lai. Chị không biết nói gì hơn là chúc các em tự tin và luôn tin vào bản thân mình để giành được những thành công trong kỳ thi sắp tới. Cố lên! Đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào dành cho mình. Anh chúc các em đạt được nhiều mơ ước. Và hẹn gặp lại các em ở giảng đường đại học. Cố lên! Chào các em! Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngân. Còn mình là Huế. Chúng mình là cựu học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái. Hiện tại chúng mình đang là sinh viên năm 2 học viện tài chính. Kỳ thi đại học sắp tới, chúc các bạn làm bài thật tốt, tự tin. Còn những sinh viên Hồng Thái, cố lên! Chào các em, anh là Hiện, là cựu học sinh của trường Hồng Thái. Anh hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thể dục Thể thao. Sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, cũng như kỳ thi tốt nghiệp, thì anh xin chúc các em thật bình tĩnh, tự tin để bước vào những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Chào thân ái và quyết thắng.